Chào các bác, hôm nay là phiên bán hàng ngày 13 tháng 2 năm 2022 à, Em lại bán hàng, mong nhận được sự ủng hộ của các bác Các bác có thể liên hệ đặt hàng bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin vào số điện thoại em ghi ở trên màn hình nhé Hôm nay hàng của nhà em vừa về, rất là tươi, mới đẹp đây, à, đây là ba kích tím Quảng Ninh, Hoàng chùm loại 1 nhé các bác Hàng già đanh và tím ngắt, rất là đẹp ạ Những cái hàng trồng lâu năm rồi thì... Uh, củ của nó rất là tím đẹp nhé các bác khi mà các bác ngâm uh, thì nó rên màu rất là nhanh đây em bẻ cho các bác xem nhé nó lên màu rất là nhanh nhé khi em rửa tách lõi gửi cho khách em tráng qua rượu gửi đến thì đến các bác có khi nó đã ra tím rồi ấy. bởi vì hàng già ấy nó với lại hàng chùm hàng đẹp thì nó ra màu rất là nhanh còn những cái hàng các bác mua loại hai loại ba loại bốn trên năm mươi củ nó trắng phớ ấy, thì lấy đi nó rất là lâu ra màu và cái dược chất của nó ở trong củ ba kích rất là thấp nhá. Còn à củ ba kích già tuổi thọ của nó càng cao thì là nó làm thuốc càng tốt. À, công dụng thì à, bổ thận cường dương, trừ phong thấp và mạnh gân cốt. À, ngoài ra thì à, như anh em mọi người hay đi rừng thì còn dùng củ ba kích về à, ninh với thịt gà để bồi bổ cơ thể nhé các bác. Củ ba kích còn nguyên chùm như thế này em bán với giá là 200 ngàn một ký đi các bác thích trải nghiệm tự tách lõi thì là báo em em sẽ ship cho nhá Đi các bác dùng cái vòi xịt xe máy hoặc là bàn chải chải sạch cái vỏ của nó đi rồi tách lại cái lõi ở trong nó ra nó giống như củ sắn ấy các bác bỏ cái lõi đi chỉ dùng cái thịt của nó thôi thì một ký các bác ngâm cho em với 4 đến 5 lít rượu từ 35 đến 40 độ thì sau vài ngày thôi nó sẽ lên màu tím nó, nó tím từ dưới trở lên nhá. nầu của nó rất là đẹp đây là hàng mà em đã rửa rồi đây à, rửa sạch sau đó em sẽ tách lõi vào gửi cho khách nhá bây giờ em phải đi rửa cái tay để tay em quay mà không dám chậm mà em phải đi rửa, quay cái cái củ còn đắp trước đây em rửa tay về rồi còn là đây là củ ba kích mà em tách lõi sẵn rồi đây nhé các bác em bán với giá là 280 000 ngàn một ký đây à, hàng già đanh tím ngắt như thế này nhá, à, các bác lấy đi thì à, ngâm thì sẽ thấy nó rất là thơm ngon. Em ship đơn hàng từ một ký trở lên nhá. À, nếu mà các bác mua gồm nhiều loại thành cái vị thuốc hoặc thang thuốc thì là em cũng ship nhá. Còn à, đây là ba kích rừng, ba à, kích rừng thì cổ nó to hơn nhá các bác, hàng nó già, tuổi thọ của nó lâu năm rồi, thì à, em bán với giá là 300 000 ngàn một ký. À, và bao ship nhá. Thì em tách lõi sẵn rồi. À, đi các bác chỉ cần đổ rượu vào ngâm thôi. À, sau 2 tháng trở lên thì các bác có một bình rượu quý rất là ngon, vừa có thể làm quà biếu, vừa có thể uống để bồi bổ sức khỏe. À, hoặc là nếu mà mình có gặp các vấn đề như là à, đau nhức xương khớp hoặc là à, có tuổi rồi à, Hơi yếu sinh lý thì các bác dùng củ ba kích ngâm rượu uống thì rất là hiệu quả nhé Em ship hàng toàn quốc Em sẽ gửi hàng qua bưu điện cho các bác nhé Cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video Các bác muốn mua mang miếng hàng khô đặc sản cao bằng đồ ngâm rượu Thì kênh của em chuyên bán nhé Chẳng qua là tại vì em lười quay nên là em chủ yếu em chỉ đăng ba kích thôi ạ Tại vì khách hàng của em chủ yếu là ba kích rất là nhiều